Alo, chào cô chú anh chị nha. Có một vài cô chú kêu là em mổ bô cho anh xem cái con này. Bởi vì mấy con này nó cao tiền. Mọi người thấy cái lóc em chưa vệ sinh mà nó nguyên bản nhưng mà nó rất là sạch luôn. Nó đẹp luôn. 550 SP ha. Và em nói với mọi người thế này này. Những con như thế này có nhiều đời khác thì em chưa tìm hiểu nha, nhưng mà những con như thế này này ha, những con nọc đứng như thế này này, cổ hu này mà nó xài chế điện ấy. Chế điện ở đây ấy, mọi người biết điện ở đây là nó để làm gì không? Cái việc phát điện, dây điện ở đây nó để làm gì không? Nó không phải là nó điều chỉnh cái bít tông hay là cái nòng đâu, mà là cái chế điện ở đây ấy, là nó để nó điều chỉnh cái gì, nó điều chỉnh cái sân gió gạn ti sân gió gạn ti, gạn ti thì mình cũng có thể chỉnh tay được thêm này. Đa số chế điện là nó sẽ tự căn chỉnh này, cái cục này nó sẽ tự căn chỉnh sân gió gạn ti cho cái chế nó hoạt động luôn, không cần mình phải dùng cái vít vạn LH đồ T đồ này kia nó thì mới gọi là chế điện thôi, chứ nó cũng không có cái gì là cao sang gì đâu mọi người. Với lại nó hệ thống lọc gió của nó thì bình thường thôi đó. Nhưng mà ở đây nghĩa là nó tự động điều chỉnh ha đó, không cần cái can thiệp mà bằng tay bằng vật lý ấy. Không có cần can thiệp vật lý vào cái chế đó. Nhưng mà khi mà một người dùng đến một cái thời gian nào đó, dùng thời gian gì đó ngắn dài đó tùy vào một người thôi, mà ví dụ như chế nó hoạt động không hoàn hảo mà mình vệ sinh rồi mình ráp lại mà nổ rồi nó không cũng không có ngon lành gì nữa, thì mình cũng có thể thao tác là mình bỏ cái chế này đi ha. Em nói thao tác này mình có thể bỏ cái chế này đi và mình mua những cái chế cơ ha. Chế cơ không sử dụng điện này để mình lắp vào và mình sử dụng vẫn ok nha mọi người, tại vì nó không, nó chỉ là cái phần chế thôi chứ nó không liên quan gì đến cái bộ hơi này đó. Thì mình có thể bỏ, tại vì em bán nhiều con máy này rồi, dòng này rồi, và cũng có nhiều cái con đời đời nó mạnh hơn nữa, có nghĩa là công suất nó cao hơn nữa, ví dụ như 576 thì 70 mấy cc á, con này thì 50 cc thôi. Bảy mấy cc thì dùng chế điện một thời gian thì nhiều người kiểu như đến lúc mà đến tuổi nó rồi nó hư hoặc là như thế nào đấy, nó không ngọt hay như thế nào đấy, thì người ta cũng em cũng mua dùng cho khách cái chế cơ rồi mình về cho khách nó thay vào vẫn xài bình thường, vẫn ok thôi. Nó không có cái gì quá thần thánh hóa đó mọi người, em nói thật luôn, nó không có cái gì nó thần thánh hóa ở cái phần chế điện này cả. Chế điện này là để cho nó tự tự căn chỉnh, nó giống như xe phun xăng điện tử rồi vậy, nó tự phun xăng tự điều chỉnh đó. Chứ nó không có cái gì mà gọi là cao sang rồi này kia mà mình phải sợ ha. Khi nào mà cái điện của nó liên quan đến cái bộ hơi rồi đấy ha, đó, thì lúc đó mình mới sợ, trình độ của mình có thể không chỉnh được, không sửa được, không có đồ thay được ha. Còn đằng này cái chế mà mọi người mình có thể vứt cái hệ thống điện chế cơ ra, chế điện tử ra, mình xài chế cơ vẫn ok thôi đó. Mọi người thấy không, cái những cái nhưng mà công tắc này kia rồi nó hoạt động giống y chang với 353 rồi, chứ nó cũng đâu có cái gì là nó khác lạ đâu. Nhiều người cứ thần thánh hóa rồi sợ chế điện này kia, mình dùng cứ dùng thôi, mình cứ trải nghiệm công nghệ xong rồi thời gian khi nào mình không ấy nữa thì mình chuyển đổi thôi. Để em mở bô nha. Để em mở bô con này thì đúng là hàng bãi luôn nha, nó đi có làm xích hu của nó zin nha mọi người, chứ không phải là cái lam này lắp ngược này, đúng ra là nó sẽ quay ngược xuống cái dòng chữ hu này, HUSQ ha. Đây cái này chưa vệ sinh em xịt thử ra bãi nha mọi người. Đó, xịt thử ra bãi nha. Đó mọi người. Em xịt ra bãi đó. Đây đâu. Cái nào phải chỉ lanh xanh độ.
rồi, đâu phải lăng xăng. Nhiều người tiếc rồi bảy rồi chứ đối với em thì em làm nghề thì em mua toàn là thùng thùng không. Đúng là người ta cũng phải tiết kiệm chi phí nhưng mà đối với em là không có gì là phức tạp. Đây phần bê tông ở đây mọi người. Ồ, mọi người xem bê tông bằng ngang nha. Nó không phải là hàng cùi cùi đâu. Nhìn cái lóc máy là mình hiểu là nó sử dụng như thế nào. Nha mọi người. Bít tông nó vân ngang mà cái kiểu mọi người biết không? Tại vì quay cái điện thoại đôi khi nó không có bắt nét được. Nó không có bắt nét cho vào trong được. Cái là em nói thật luôn. Em mà nói gian ấy thì rất là nhiều cái yếu tố nó bất lợi cho em. Đó. Ai mua cái con này về mở bô ra mà không phải là bít tông vân ngang mà cái loại vân ngang mà gần như gần bằng máy mới luôn ấy. Nói chung là cái kiểu như là nó sẽ có cái độ gem, độ dày gem của cái vân ngang á mọi người. Đó. Thì cái đây gần như là gần đạt như cái máy mới luôn. Đó. Mặc dù mình thấy bẩn, rất là bẩn nha, thì người nó dùng nhiều nhưng mà rất là ít hao mòn. Đó. Có sao thì em nói chuẩn vậy. Còn cái thắng này thì tí nữa em tháo ra, em bỏ xong rồi em lắp cái tay thắng còn nguyên vẹn vào. Còn cái việc mà giá thành ấy thì em đã nói trước là trên 5 triệu rồi nha. Đó, trên 5 triệu và em sẽ bao xíu cho mọi người. Còn cái giá chuẩn là 5 triệu mấy ấy thì tùy thuộc vào cái độ. Em nói thiệt bán hàng thì tùy thuộc vào sự vui vẻ của khách hàng đối với mình và mình đối với khách hàng. Thì người bán có thể sẽ bớt nhiều hoặc là bán giá thấp hơn. Còn những người và em nói thật nha. Và chạy vào mà khó khăn quá đôi khi em sẽ báo cái giá không còn 5 triệu, báo thẳng 6 triệu nữa. Mua được mua không mua được thôi, mình cũng có thể là bỏ qua. Những con máy như thế này em để bán khách địa phương cũng được, khách gần nhà cũng được. Đó. Những con máy này thì đâu có dễ mà có chất lượng cao đâu mọi người. Đó. Nhiều người có khéo tưởng tượng rồi. Em chỉ quay và em nói như vậy thôi. Còn cái vấn đề mà hôm tối em có nói về một hai cái thằng kia ấy thì em nói thế này này. Ai cũng muốn không để ý, mình cũng muốn không để ý những cái lời lẽ đó. Nhưng em nói này, không thể nào cái nhà mình đang sống mà những thằng ốc ơ nó cứ tới nhà mình nó nói láo nháo, nó nói xuyên tạc, nó nói lời không đúng về mình. Làm sao mình để yên mọi người? Một lần, hai lần, ba lần mình có thể bỏ qua. Chứ mà quá nhiều lần thì mình phải giằn mặt. Đúng không mọi người? Mình phải giằn mặt để cho nó biết rằng không phải người ta im lặng ấy, là người ta sợ mình. Mà là chưa đến lúc người ta lên tiếng thôi. Em phải giăng mặt như vậy để cho nó bớt những cái thứ đấy, để xã hội nó văn minh dần dần lên. Chứ không phải là em đi giăng, em rảnh đâu mà em đi nói mãi cái chuyện đó đâu. Còn nhiều ông mà ví dụ như khác quan điểm với em ấy nha, em nói những anh trai khác quan điểm với em mình có thể lướt qua, mình không cần xem. Còn đối với em bán là nó thực tế, chứ em không phải là người đầu này với đầu kia đâu. Nó không khớp với nhau đâu, rất là thực tế. Còn máy này có gì đâu mọi người, quỷ này xịt rồi bảy, cái này xịt rồi bảy hơi hao nha mọi người. Đây là em xịt cho vui thôi á, chứ còn mọi người mà mua chai rồi bảy mấy chục ngàn xịt thì thôi phí phạm chứ làm đừng lên làm. Em kinh doanh thì em tự em bỏ chi phí ra thì em làm như vậy. Đây là cái giá máy chưa dọn nha, em nói trước là giá máy chưa dọn. Rồi, cái này vệ sinh ra thì thôi rồi nè, như cái máy lướt chứ đâu có ít đâu. Ba hàng này em lại thích trưng bày nha mọi người, em mới thích cái để ngắm. Tại vì nó cũng chả có bao nhiêu tiền đâu, đối với em nó không vậy thôi. Mình đôi khi mình chơi hàng bãi mà có con máy đẹp ấy là mình thích mà để đó. Mình bán hết hàng trung bình, hàng khá rồi đi. Còn hàng mà lướt em để lại ngắm, khi nào gặp được những người mà cùng suy nghĩ với mình ấy thì mình mới làm ăn được. Rồi, của chú chị nào quan tâm đến con máy này thì cứ liên hệ số điện thoại trên dòng tiêu đề. Em nhắc lại là em không có thu hộ ship COD cả, mua tất cả đều thanh toán em mới gửi hàng. Còn khách hàng nào mà bị lừa đảo tiền cọc này kia ở chỗ khác, vui lòng mình đừng có vào đây mà nói với em, bởi vì em không có lừa ai tiền cọc tiền hàng gì cả. Thì đừng vào nói với em, nó không có ý nghĩa gì hết. Mỗi người mỗi khác.